14 năm qua, cứ đến dịp Trung thu là chị Trần Thị Trang ở xã Phú Cường, huyện Cây Lệ, tỉnh Tiền Giang lại tất bật chuẩn bị quà bánh, tổ chức đêm hội Trung thu cho em ở địa phương. Chị Trang hiện là kỹ thuật viên khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Chị Trang cho biết, trước kia khi mới đi làm ở tổ y tế của xã, điều kiện kinh tế khó khăn nên chị chỉ tổ chức Trung thu cho trẻ em ở gần nhà. Sau này trẻ em trong xóm rủ rê thêm bạn bè ở xung quanh đến chơi nên số lượng ngày càng đông. Để em nào cũng có quà, chị Trang phải bỏ ống heo cả năm và vận động thêm bạn bè. Trung thu năm nay, chị chuẩn bị hơn 500 phần bánh Trung thu và tập để tặng cho các em. Chị còn vận động được 60 phần quà gồm cặp, tập và viết cho các em học sinh nghèo học giỏi để khuyến khích tinh thần học tập của các em. Dù các bé rất là đông hơn mọi năm, cảm thấy là rất là mệt, không thể nào mình lo nổi, nhưng mà chính vì tình thương của bé nên chị đã cố gắng hết sức để tổ chức chương trình này. Vì thấy đứa trẻ nghèo ở quê nó còn thiếu thốn rất nhiều, nên từ đó mình có điều kiện kinh tế tương đối tạm nên mình dành dụm để lo cho chúng vui ngày Trung thu.